Ngày 8 tháng 8 vừa qua, tại khách sạn quốc tế ASEAN Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Enterby Việt Nam kết hợp cùng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển Bền vững tổ chức hội thảo về tình trạng và giải pháp nước sạch cho khu vực Hà Nội và lễ công bố thành lập phòng chuyên gia nước Enterby Việt Nam. Buổi hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia nghiên cứu đầu ngành. Tại hội thảo, Tiến sĩ Vũ Ngọc Duy, giảng viên hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, phân tích tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm tại khu vực, đặc biệt là khu vực phía Nam Hà Nội bị nhiễm arsen rất nặng, thậm chí đứng đầu danh sách những nơi có nguồn nước bị nhiễm arsen trên toàn quốc. Theo các chuyên gia, nguồn nước nhiễm arsen, amoni có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người. Chất amoni trong nước có thể làm giảm khả năng vận chuyển oxy, ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ em và phụ nữ mang thai, nguyên nhân gây bệnh no baby, bệnh xanh xao ở trẻ nhỏ. Đứng trước tình trạng cấp bách về xử lý nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân tại khu vực Hà Nội, cũng trong buổi hội thảo, bà Phạm Thị Vân, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Enterby Việt Nam đã công bố việc thành lập phòng chuyên gia nước của Enterby Việt Nam. Trung tâm này sẽ tập hợp chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu và xử lý nước, hoạt động như một đơn vị chuyên nghiên cứu về tình trạng nguồn nước và phương án xử lý để có thể tư vấn giải pháp lọc nước phù hợp nhất cho các hộ gia đình. Chúng tôi hy vọng rằng sau sự kiện ra mắt phòng chuyên gia nước Enterby Việt Nam ngày hôm nay, Enterby Việt Nam sẽ giúp cho nhiều người dân Hà Nội cũng như các vùng lân cận có được nguồn nước sạch và luôn an toàn để sử dụng. Trong tháng 8 này, Enterby Việt Nam xin gửi đến khách hàng chương trình khuyến mại chào đón thu sàm ngập tràn ưu đãi. Khách hàng sẽ được chuyên gia nước tư vấn về đặc điểm nguồn nước ngầm tại nơi sinh sống, đặc biệt sẽ được xét nghiệm miễn phí chỉ tiêu amoni dành cho 50 khách hàng đầu tiên, được tặng lịch bản đồ ô nhiễm nguồn nước ngầm khu vực Hà Nội và nhiều phần quà hấp dẫn khác.